Hello, xin chào tất cả anh em mọi người nhé. Thì ngày hôm kia thì đã làm video với mọi người về cái cách mà cái video nói về thầy Phạm Thành Long với mọi người. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì đến cái nội dung video thứ hai thì em sẽ làm về cái nội dung về mật ong là cái gì. Thế thì hiện tại thì thực ra nó đặt ra một câu hỏi là hiện nay thì mọi người đang sử dụng mật ong. Tuy nhiên là rất là nhiều người cũng chả hiểu mật ong là cái gì mọi người ạ. Thành phần của mật ong như thế nào. Đấy, thế và mọi người chỉ nghe nói là tốt đúng không? Tất nhiên là nó tốt như thế nào, thực ra là chúng ta chủ yếu là truyền miệng. Thế thì chắc chắn là mình sẽ làm một series về cái mật ong. Thế thì trong chương trình khuôn khổ ngày hôm nay thì em sẽ làm cái đầu tiên là cái khái niệm về mật ong và cái thành phần về mật ong mọi người ạ. Thực ra thì mọi người hiểu rất là đơn giản cái này thôi. Mật ong là cái gì? Thì mật ong thực ra nó là các loại đường. Thế thì các loại đường ở đây nó là cái gì? Thì các loại đường ở đây nó bao gồm có gluco, nó bao gồm có một phần saccharo và maltose và fructose. Thế thì mỗi một cái thành phần đường đấy thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm mọi người ạ? Thế thì quả thật là cái này thì đây, thì bây giờ em tra trên Wikipedia. Đấy. Thế thì mật ong nó là một hỗn hợp của các loại đường và một số thành phần khác. Thế như vậy thì ngoài đường ra thì nó còn có một số thành phần khác. Vậy các thành phần khác ở đây nó là gì? Thì thứ nhất là các cái thành phần về hydrocarbon, hydrat. Đấy, cái thứ hai là chủ yếu mật ong chủ yếu là fructose. Nếu như mà trong những ngôn ngữ hóa học con em học ấy, thì người ta gọi là fructose khoảng 38,5%. Cái thứ hai glucose, cái đường glucose mà mọi người biết là hay mua ở cái cửa hàng các cái cửa hàng mà người ta bán về thuốc cho con người ấy mọi người ạ. Ừ, gọi là cửa hàng cái gì nhỉ? Hiệu thuốc ấy, thì người ta bán đấy là cái đường gluco. Đấy, và một loại thứ ba, cái đường gluco này thì nó chiếm khoảng 31%. Carbon hydrat khác trong mật ong gồm có maltose, đấy cũng là một loại đường các mọi người nha. Rồi saccharose chính là cái đường mía ấy mọi người ạ. Thế như vậy thì phải nói thẳng với nhau mà một vấn đề ở đây là gì? Là trong mật ong vẫn có cả cái đường saccharose, nhưng mà nó lại cái mật đường saccharose ở đây nó không phải là cái đường mà mình lấy từ cây mía ra cho ăn, mà ở đây trong cái thành phần của cái mật hoa nó cũng có cái thành phần saccharose. Thì đấy là về cái đường và đường thứ ba và carbon hydrat hỗn hợp. Ngoài ra thì trong mật ong nó còn có các cái vitamin và các khoáng chất chỉ xuất hiện về dạng vẹt, và mật ong nó cũng chứa một lượng nhỏ các cái chất chức năng như chất chống oxy hóa gồm có glycine hoặc là vitamin C, cantalat hoặc là các cái chất khác. Thành phần cụ thể của mật ong thì ở đây thì nó bao gồm như này. Cái thứ hai nói về thành phần ấy, thành phần của mật ong thì cái thứ nhất như mọi người nói là lúc trước em nói rồi là fructose là cái thành phần chính là chiếm tới 38,2%, glucose chiếm 31%, saccharose thì chỉ chiếm có 1,3% thôi, maltose 7,1% và còn lại là nước nha mọi người nhé. Đấy là các cái thành phần cơ bản này. Còn các loại có khối lượng khác nhau. Đấy. Thì đấy là nói về mật ong nhé. Và mật ong có khối lượng riêng của mật ong. Thì khối lượng riêng của nó là 1,36 kg. Như vậy nếu để mà nói như này này mọi người này, nếu mà mọi người mua 1 lít mật ong thì mọi người cứ cân lên trọng lượng mà đạt 1,36 kg. Thì như vậy mật ong rất là tốt. Mật ong như vậy là rất là chuẩn rồi. Thế còn thực tế là nếu như mình cân cả các cái loại vỏ chai vỏ chiếc vào thì nó đạt khoảng 1,4 cân. Thì đấy là về cái trọng lượng của nó nhé mọi người nhé. Thì để mà nói cái khối lượng riêng thì nhiều người có thể cái khái niệm đấy nó rất là khó. Thế nhưng em chỉ nói nha mọi người như này, khối lượng riêng thực ra nó là cái gì? Là người ta tính trong một lít mật ong đấy là tương đương với 1,36 kg. Thì đấy là mật chuẩn, nặng hơn nước 36 lần. Thế thì đấy là cái khái niệm về mật ong. Thế như vậy ở đây thực ra hiện nay thì đang có rất là nhiều người đang nói là gì nhỉ? Mật ong này cho ăn đường này. Rồi là mật ong đường, nhưng mật ong gì mà nó như vậy? Thì thực ra là mật ong nó là đường mọi người ạ. Cho nên là đừng có hiểu lầm vấn đề. Thế còn thì thực tế là mật ong nó đóng đường, kết tinh. Đấy, thì có loại mật ong đấy thì khi nào nó kết tinh ấy, thì khi cái đường gluco ở trong cái mật ong mà nó lớn hơn 31%. Thì cái thứ hai nữa là cái yếu tố về nhiệt độ. Nhiệt độ nó xuống thấp khoảng dưới 16 độ, cái đó thì chắc là một video sau em sẽ phân tích kỹ hơn. Thế nhưng mình phải nói là đến khi nhiệt độ nó xuống thấp thì là nó sẽ kết tinh mọi người nhé. Và có càng nhiều cái đường gluco thì nó sẽ kết tinh càng nhiều. Và khi nó kết tinh thì nó trắng như kiểu mỡ ấy, mọi người ạ. Đấy, thế cho nên nhiều người không biết thì bảo ủi cái ông này mới bán cái loại mật ong đều. Nhưng mọi người nên nhớ là mật ong thì cái loại kết tinh đấy
Thì đấy là do cái hàm lượng đường gluco nó nhiều thì nó dẫn đến cái hiện tượng kết tinh các mọi người ạ. Chứ không phải là cái người nuôi ong thì em nói đơn giản thế này thôi. Ví dụ như người bán thì có thể là không nói. Nhưng mà người nuôi ong thì trong số những người nuôi ong thì cũng vẫn có những người người ta có thể người ta có những cái việc làm mà người ta có thể là nó lẫn đấy, lẫn đường cho ăn đường chẳng hạn. Thế nhưng mà để mà nói thực ra nó như thế này là mọi người này, cho ăn đường mà qua cái con ong ấy nó ăn xong nó lại gì nhỉ? Cái này thực ra có rất là nhiều người người ta không dám tiết lộ đâu. Thế nhưng mà em biết em tiết lộ, em là người làm cho nên em chia sẻ để cho mọi người dùng mật ong, mọi người biết về cái đó, để mọi người tìm những cái chỗ uy tín để mọi người sử dụng được cái mật ong tốt là ở cái chỗ như vậy. Thế thì thực ra mọi người phải hiểu là khi con ong nó ăn cái đường mà mình hòa nó ra cái nước ấy, thế thì qua cái cơ thể của con ong và qua cái chất, nó có những cái chất ở trong cơ thể nó gọi là enzyme đi, thế thì nó sẽ chuyển hóa cái đường từ đường glucose đấy thành đường gluco nhé mọi người nhé. Thế cho nên người nước ngoài có nói là cái đường mà mình phải nói thẳng với nhau là cái đường mà mình cho ăn ấy qua con ong rồi sau đó nó lại chuyển hóa thành cái đường gluco, như vậy là đã tốt lắm rồi chứ chưa nói là sử dụng những mật hoa mọi người ạ. Đấy, thế thì đấy là cái khái niệm về mật ong, và em cũng giải thích xem là tại sao người ta gọi là cho ăn đường cái thứ kia. Thì thực ra là nó hiểu nó đơn giản như vậy thôi, chứ còn nói để phân tích nó sâu hơn thì nó cũng đòi hỏi là nó phải tìm hiểu rất là kỹ về nó. Thế nhưng ở đây thì em chỉ giải thích cho mọi người hiểu như vậy thôi. Thế còn thì cũng nói thẳng với vấn đề với mọi người như này này, là những người nuôi ong mà xác định nó là nghề thì chắc chắn là người ta sẽ không làm điêu đâu mọi người ạ. Đấy, chỉ có làm điêu là có thể người bán thì có thể là một số người người ta bán trục giật thì người ta sẽ làm điêu. Thế còn một số người cũng người ta bán uy tín lâu năm rồi thì người ta muốn giữ cái thương hiệu của người ta, thì ví dụ như người ta nhập của hàng những cái sản phẩm của bọn em ấy thì là chắc chắn là người đấy là người ta sẽ không dám làm điêu đâu mọi người ạ. Đấy, thế cho nên là mình muốn thì mình phải tìm những cái chỗ nào nó uy tín chất lượng, thì đó là cái mà em muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay, cái nội dung mà gì nhỉ, mà nói về mật ong mọi người ạ. Thế còn thì để nói mà thực ra thì vừa rồi hôm qua thì hôm trước em có chia sẻ với mọi người, em học lớp thầy Long ấy, thì thực ra em đánh giá rất là cao cái người như thầy Long. Bởi vì tại sao như này mọi người này, cái thầy Long nó thấy sử dụng mật ong rất là nhiều, thế nhưng mà thầy này thấy tìm hiểu rất kỹ về mật ong các bạn ạ. Và cái thứ hai nữa là thầy còn biết cái mật ong nó đóng đường, cái cách xử lý mật ong đóng đường như nào. Thế rồi người ta còn biết là cái mật ong thì cất nó ở đâu. Đấy. Thế bây giờ lại nói những cái việc thầy Long thầy nói là cất cái mật ong đấy ở đâu ấy, thì em khuyên mọi người là cái mật ong thực ra nó trong mật ong nó cũng có thành phần của kháng sinh nữa. Thế cho nên là tại sao dùng mật ong nhiều thì nó có tác dụng là nó kháng được đau dạ dày, viêm dạ dày ấy mọi người. Đấy, cho nên là mình cứ để bình thường ở ngoài, ví dụ như cho nó vào can như này. Đây em đang cho nó vào can như này mọi người. Đấy thì đấy là cái bảo quản ấy. Còn không đừng có cho tuyệt đối là cái mật ong ấy, thì anh em mọi người đừng có cho nó vào tủ lạnh. Bởi vì cho nó vào tủ lạnh là nó sẽ kết tinh mọi người ạ. Đấy, thế thì hôm đó thầy kể một cái câu chuyện cũng rất là buồn cười đó mọi người ạ. Tức là nhà thầy sử dụng mật ong, do đó là thầy mới lại cứ để nó ra ngoài. Vì thầy rất là hiểu biết là thầy không cất vào tủ. Thế thì vợ với con lại cứ lấy mật ong mang ra, khi mà thầy mang ra ngoài thầy ăn thì thầy lấy người nhà vợ và con lại cất vào tủ. Thì thầy chia sẻ là thầy có sử dụng cái mật ong mà thầy ngâm với sâm mọi người ạ. Thế thì sau đó thì thầy ngâm nhưng mà nói mọi người thông cảm với thầy bảo. Thế sau đó thì mọi người cứ mang ra thì lại cất vào tủ lạnh. Thế sau đó thầy không biết làm, thầy bực quá thì bắt đầu là thầy đánh cái máy vi tính. Sau đó là thầy ghi một cái chữ là cất không được cất vào tủ lạnh. Thế là từ hôm đấy trở đi thì bắt đầu là vợ với này con là không cất cái đấy vào trong tủ lạnh nữa mọi người ạ. Thế cho nên là cái nội dung hôm nay thì cũng muốn chia sẻ để mọi người hiểu thế nào là mật ong. Cái thứ hai là mình biết cái cách mà mình gì ạ? Mình bảo quản cái mật ong như thế nào nhé mọi người nhá. Thế còn thì để mà cái công dụng của mật ong như nào, rồi cái tác dụng của nó dần dần, thì trong những video sau em sẽ chia sẻ đến lần lượt cho mọi người những cái công dụng của mật ong mình dùng vào ăn hàng ngày, rồi là như thế nào, thế rồi là mình ngâm với những cái sản phẩm gì để mà mình sử dụng cho nó tốt nha mọi người ạ. Thì nội dung video ngày hôm nay thì em chỉ làm như vậy thôi để chia sẻ đến mọi người. Thế thì cũng rất là cảm ơn mọi người từ trước đến giờ đã theo dõi kênh rồi. Thế và bây giờ thì chắc chắn em làm cái video này thì sẽ có những người sử dụng mật ong, sẽ tìm hiểu về mật ong, thì cũng mong mọi người thấy cái video này nó có ý nghĩa, thì cũng mong mọi người là chia sẻ với em. Bởi vì thực ra cái kiến thức này thì thực ra là mọi người, em cũng nói ngay từ ban đầu rồi, nhiều người sử dụng mật ong nhưng mà chưa biết thành phần mật ong là cái gì. Đấy, cho nên là chưa hiểu cái khái niệm mật ong là cái gì, thì cái video này nó có cái ý nghĩa như vậy, thì cũng rất là mong mọi người chia sẻ cho mọi người khác để biết. Và nếu mà ai mà muốn sử dụng đều đặn mật ong thì em nghĩ là nên đăng ký cái kênh của em,
để em sẽ chia sẻ cho mọi người biết được cái công dụng của mật ong, biết cách mình sử mật ong như thế nào, sử dụng vào đâu nhé mọi người nhé. Bởi vì mọi người biết kênh của em rồi, em hướng dẫn cho rất là nhiều người nuôi ong thành công rồi mọi người ạ. Cho nên là cũng mong mọi người là nhận được những cái giá trị của em thì cũng đăng ký và chia sẻ cho mọi người. Rất là cảm ơn, biết ơn mọi người về cái hành động của mình bằng đăng ký kênh rồi chia sẻ kênh cho mọi người nhé. Thì em hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé mọi người nhé.